Vâng, xin chào các bạn. Buổi sáng hôm nay tiếp tục em giới thiệu cho tất cả các bác anh chị, em đang test một con máy Nasona của dòng Pala, dòng Nationa là 10.000 PTU. Đấy, cho anh Sĩ ở Quảng Ninh. Đúng không anh nha. Con máy hình thức chạy vận hành rất êm ái và đẹp. Rất sắc nét. Đấy, em sẽ quay cho bác này. Em sẽ cùng mấy các bác kiểm chứng xem là chiếc máy này chạy như thế nào nhá. Cục nóng ở đây ạ, chạy vận hành rất là êm. Đấy, đường em sẽ kiểm tra đường hồi và đường đẩy. Wow, em chạy được khoảng 20 phút rồi, đã được gần một nửa chậu nước. Đấy, cục nóng chạy rất êm. Em sẽ cam đoan cho các bác rằng là gì, những chiếc máy như này chạy êm hơn là một con máy chúng ta mua đập hộp ở siêu thị. Đấy, cục nóng chạy rất êm, vận hành rất êm ái, không nghe gì luôn. Đây là em nói thật với các bác là nhà gần đường có, cho nên là có thể nghe nó khó nghe một tí, nhưng tuy nhiên thì em sẽ chờ, trong lúc chờ đợi xe ít đi, em sẽ cho các bác ghé tai nghe cục nóng nó chạy vận hành rất êm. Và đây là bên trong cục nóng của nó, dàn nó cục nóng rất to các bác nhé. Đấy, dàn đều vào bằng đồng. Đấy, mạch của nó rất là lớn này. Đây là một cái bảng mạch. Đấy, họ làm bên trong, họ sẽ trong linh kiện họ sẽ đổ keo để chống độ ẩm. Đấy, rất cao cấp của Nhật Bản, họ làm rất là cẩn thận. Đấy, thì em cùng với đấy, khi nó đủ dòng rồi thì nó chỉ còn em kẹp dòng được 3,3 hồi nãy lúc nó tăng tua nó lên được 5,6A nhân vi điện 100, nó 51 là 5, khoảng hơn 500W. Còn bây giờ nó chỉ còn độ khoảng hơn 300W thôi. Chạy bằng cái quạt hơn cái quạt trần một tí. Đấy. Vậy cho nên tại sao em sẽ nói cho tất cả các bác anh chị là tại sao nó lại ăn hết điện như vậy. Đấy, đấy chỉ có người Nhật thì họ mới có sự đủ nghiên cứu. Đấy, khi còn em nói với các bác là những cái con máy ở trong nước em thử rất nhiều, những cái dòng Invictor của Việt Nam, ví dụ như dòng Daikin hay Pana, kẹp dòng không bao giờ, lúc nào những cái con máy 10.000 Việt Nam thì mình chỉ có máy 9 và máy 12.000, nhưng tuy nhiên thì những cái dòng máy 9 em kẹp dòng lúc nào cũng tầm độ khoảng 6A là 5A, nhưng mà 5A nhân chúng ta nhân với điện là 220, 52 là 10. Đấy, hơn 700-800W, 800 em nhớ là cái dòng máy 9 nó là 800-900W, lúc nào nó ở một cái mức dao động thế, nó lên xuống không nhiều. Nhưng riêng cái dòng máy Nhật này thì họ có sự tính toán khác. Đấy, khi nó có cảm biến ở trên dàn này, nó sẽ có đo được cái nhiệt độ không khí. Nó sẽ tính toán rất là chuẩn, khi nó đủ lạnh rồi nó giảm tua rất là thấp. Đấy, của bác thì cục nóng nó chạy chỉ hơi hưu đây. Đấy, em quay cho các bác này, chạy cục nóng chạy rất chậm, quạt cục nóng chạy rất chậm và lốc thì không nghe để ý kỹ mới nghe tiếng. Đấy, một con chiếc máy của Nhật nó chạy, đấy là lý do tại sao mà rất nhiều người thích và rất nhiều người muốn dùng nó. Khi tất cả các bác chị nào đã dùng những cái hàng nội địa Nhật rồi thì chắc chắn em sẽ dám chắc chắn rằng là các bác sẽ thích nó và luôn luôn muốn sử dụng. Đấy, với điều kiện là các bác mua phải hàng phải là những nơi cơ sở uy tín, hàng hóa chất lượng thì vận hành nó mới chuẩn chỉ được, không chứ không phải là các bác cứ đi mua những cái nơi mà họ bán kiểu lắp ráp rồi mua lô mua mớ về làm thì không tránh được các bác là mua phải những được con ngon thì không sao, không may thì chúng bác các bác phải dỡ bảy con thì nó hay lỗi la lỗi bảo. Đấy là những cái mà lý do ngày hôm nay em khuyên các bác đi, tha rằng mình bỏ tiền ra một chút, đắt thêm một chút, nhưng mình mua sự an toàn, mua sự yên tâm, điều đấy là em nghĩ là các bác nên làm như vậy. Bởi vì bản thân em thì nói chung là không phải ai cũng giỏi tất cả mọi ngành nghề. Riêng em có cái quan điểm là khi em đi mua hàng ấy, em không biết gì về hàng, những cái sản phẩm nào mà em không biết em sẽ gửi gắm luôn bằng cái giá trị đồng tiền và tôi không biết gì về hàng. Nên anh chị có thể tư vấn cho tôi nên mua những dòng sản phẩm nào tốt
đấy, đấy là gửi luôn cái trách nhiệm cho họ, thì họ có những cái chuyên môn kỹ thuật như vậy thì mình sẽ yên tâm hơn khi chúng ta mua những cái sản phẩm mà chúng ta luôn dùng, luôn bị được ổn định. Đấy, vậy trở lại chiếc máy điều hòa này thì em đã test cho anh Sĩ, chạy đã ngon rồi, đã đạt được những chỉ tiêu mà kỹ thuật về chuyên môn em nắm được. Đấy, vậy cô bác nào, anh chị nào đã mùa hè bắt đầu đã đến rồi, cô bác anh chị nào cần những cái dòng điều hòa nhiệt nội địa như thế này, 9.000 hay 10.000 hay 12.000, 14.000, 16.000, có thể là alo, nhấc điện thoại lên alo nhá, đặt đơn để đặt hàng. Đấy, vâng, xin chào các bác.